Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Lê. Nhị Hoa Nghĩ Tây là một thành phần được nhắc đến rất nhiều trong khoảng 2 năm gần đây. Khi mà các bạn lên mạng, các bạn search từ khóa là, chỉ cần các bạn search từ khóa là công dụng của Saffron hay Nhị Hoa Nghĩ Tây, thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều kết quả về công dụng, nè, tính năng và cách sử dụng của Nhị Hoa Nghĩ Tây. Và khi nói về thành phần này á, thì được mọi người nhắc đến đó là rất nhiều công dụng về sức khỏe và cả sắc đẹp nữa. Mình nói sơ về các công dụng của Nhị Hoa Nghệ Tây thì Nhị Hoa Nghệ Tây có những tính năng như là hỗ trợ cải thiện giấc ngủ nè, các hỗ trợ cả bệnh trầm cảm nữa, rồi hỗ trợ về các vấn đề về kinh nguyệt của phụ nữ, hay là giúp cải thiện hệ tiêu hóa nè, rồi ngoài ra Nhị Hoa Nghệ Tây cũng giúp rất là tốt cho hỗ trợ về tim mạch cho người cao tuổi, hay là hỗ trợ phòng chống ung thư nữa các bạn. Rất là hay. Ngoài ra còn là như là cải thiện thị lực, và còn rất nhiều những tính năng về làm đẹp, như là hỗ trợ giảm thẹo, sẹo, mụn nè, rồi giảm thâm nám, dưỡng sáng mịn điều màu da và cấp ẩm cho da. Do có nhiều tính năng về cả sức khỏe và làm đẹp nên Nhị Hoa Nghệ Tây được rất là nhiều người sử dụng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách để mình sử dụng Nhị Hoa Nghệ Tây. Ngoài việc là mình uống để mình hỗ trợ từ bên trong, thì mình cũng có thể sử dụng Nhị Hoa Nghệ Tây để làm đẹp từ bên ngoài. Đó chính là làm mặt nạ, để đắp mặt nạ Nhị Hoa Nghệ Tây hỗ trợ dưỡng sáng da, mịn da, cấp ẩm cho da. Mọi người cùng thực hiện nha. Cách thực hiện rất là đơn giản. Đầu tiên là các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu. Đầu tiên là Nhị Hoa Nghệ Tây, chắc chắn rồi, phải có Nhị Hoa Nghệ Tây. Thì ở đây mình mua một hộp như thế này là 1 gram Nhị Hoa Nghệ Tây. Cái nguyên liệu thứ hai đó chính là sữa chua không đường. Các bạn sử dụng sữa chua không đường nha, là nguyên liệu. Cái dụng cụ thứ ba chúng ta cần chuẩn bị đó là chính là một cái chén để chúng ta trộn. Rồi, cách thực hiện cũng rất là đơn giản. Đầu tiên là các bạn lấy khoảng một muỗng hai muỗng đi, các bạn lấy dừa để chúng ta đắp lên mặt, toàn mặt của mình thôi. Tiếp theo là chúng ta lấy Nhị Hoa Nghệ Tây. Các bạn mua chỉ cần một hộp 1 gram thôi thì cũng rất là nhiều nhị hoa. Tại vì mỗi lần chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ sử dụng khoảng uống, các bạn uống thì khoảng 4-5 sợi thôi. Ở đây mình cũng lấy khoảng 5 sợi nha. Các bạn không cần phải sử dụng quá nhiều. Rồi, các bạn trộn đều lên nha. Trộn đều một tí để cho Nhị Hoa Nghệ Tây kết hợp với sữa chua, thì các bạn sẽ thấy là sẽ Nhị Hoa sẽ có một cái màu vàng ánh. Rồi, các bạn để khoảng 5 phút, các bạn dùng hỗn hợp này thoa lên mặt nha.
Vừa rồi mình vừa đắp xong 15 phút mặt nạ và mình đã đi rửa xong rồi. Thì làn da của mình sau khi rửa mặt nạ đi là mình có cảm nhận đầu tiên và nói là làn da của mình mềm và mịn hơn nè. Và có phần là sáng mau hơn một chút nữa. Thì mình thấy đây là một loại mặt nạ rất là đơn giản, dễ làm tại nhà. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng trong những cái khoảng thời gian đôi khi mình quá bận rộn, mình không có thời gian để mình chuẩn bị hết các nguyên liệu, nhiều nguyên liệu phức tạp. Thì đây là cách đắp mặt nạ khá là đơn giản nhưng cũng mang lại hiệu quả. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe trẻ đẹp nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích video thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận được những tin mới nhất từ kênh của mình nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.